Đấy, ít mà ít 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 đấy. À, thì còn kia hết rồi hả? À chị. Sao đây dở thế? À, trên trường máu phải không nhỉ? Anh hai dứt nhiệm nè, anh hai đi về hướng 1 giờ đi thẳng lên. À thứ trên trường máu phát nhỉ? Ồ Con trong góc này. đây có đâu, đi về lần một luôn rồi. Đi Z5 nè. 5 Ở nè, đâu? còn còn Về con lần kia này. VIP thôi, Quỳnh rút bơi bắn đi Quỳnh. Hay về trên trường máu phát nhỉ? Còn còn go 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 best VIP rồi. Hai ba con luôn luôn nè. Cái giường máu nó có đồng xu với con Ngọc mà. Mình đừng mấy cái đồng xu rồi ta. Bảy rồi. Để em lên em phá được rồi. Anh em cứ ăn đi để lên phá được rồi. Hoàn hết cả lên đấy nhờ. Tâm ngoạn thế nhỉ. Kinh nghiệm trọng á. Đừng có la nữa. Tăng hiếu và tăng thật danh này. Anh em thoát vút nhá. Rồi nhá. Ăn từ từ thôi em nào. Hello King Jacker nha, hello King Nguyễn nha. Đông người đi mà, cái này đông người đi lắm. Rồi rồi rồi, để để. Có bi nha. Đông thế. Mất mạng. Nó đang ăn này, đông thế ở cầu này. Đăng ký rồi cần gì, sẽ đăng ký rồi chứ đến giờ vào thôi. Xin chào các bạn đấy. Đó là nội gián đó nè. Ta đang đứng bên kia, anh vừa lấy hết rồi. Cứ anh em cứ phá trên đây cho anh em ăn sống. Hào lên là chiếc giường máu phát 11 mạng thì gọi là cải mà nay bên kia nó ít người sao nay nay anh em đang ăn bot không ít vào đây đi học bó tay kìa. Red. À, trả 16 mạng kìa. Giờ lấy tốt hả? Nó cũng chết rồi, em cứ phạt nó đi cho anh. Em chết rồi, em bị mắc cầu. Xe cẩu xe ôm kìa. Davian 2 còn 30% nhá. Rồi, anh xong cái này, anh xong cái này xuống được Davian 2, anh xuống được Davian 2. Anh có lấy đi xong lên đây cướp nhá. Đến đang phá. Đó ấy có nhiều đây là về. Nhiều mắc không đó. Xin một tên bút à. Con em là vẫn bằng tay thế nhỉ? Anh đi vào phít mạng hả? À? Ờ đấy phít mạng được pin đấy. Không dễ phít mạng đâu, vào. Mặt đen ghét đầm ghê phết đấy nhờ. À, trả 26. Được 2 viên trao.
một mình anh đang xử anh lành hai thì 4-5 thằng này. Mình cầm cái này vẫn bị chết. Nhiều đánh sướng lắm. Có Nhật Ngọc nhưng mà mấy viên khác của người khác. Nhật nhiều khi nó không gần mình đang cày á. Con rẽ sang bên trái này qua đi đi đến thẳng đấy, còn đến còn trên cửa em, cửa vô không chơi à trời. Anh em đón mình top 1 không anh em ơi? Đi ngon lắm đi. Tốt rồi đó. Bốn mươi ba à. Đâu nữa, ít mặt, ít đấy. À, đi con kia hết rồi hả? À trời. Sao đây dở thế? Cái này nhà đây không? Thứ bọn này, cái bọn này qua lên đây là xử nó. Thằng MR phóng kìa. Trời, đứng trong thành cũng bị dính băng nữa. Dính luôn. Chuyện của cha, đưa mẹ đếm rồi. Đi lên 4 xa nhờ, đi lên 4 xa. Nó chặn cửa. Ây da. Đưa mẹ đi. Bên đó lên một lần luôn. Không, nó bắn. Bắn được trong thành, đứng thành chết mà. Lại dù lúc ngọt chết đấy. Ôi giời. Cái nội DK thủ khi nó chỉ chịu thật. Rồi đánh thủ khi thì được mấy mạng? 55 mạng rồi. Đứng hình hoài hả? Các năm như này ra cường thêm một món 700 nữa đồ đi ra có sự khác biệt này. Đấu chết được kìa, đấy sẽ bỏ đi kìa. Mình tăng kiểu này đánh sướng lắm. Mình hôm qua mình mới tăng lục hồi sáng. Hồi sáng mới bắt đầu tăng đấy. Làm gì?
trình độ gì mà đụng nam được rồi. Viên ngọc cố lụm thêm mấy viên ngọc. Cũng ra gì vậy? À, bắn băng kìa, cái đội nó bắn băng lên kìa. À, chết mà, 86 mà. 86 mà. Lát đít ra bị đít ra. Bị lát hả? Tăng 7, chắc mình cách biệt hơi cao. À đánh 97. Ôi được có pin B thì chán thế. Quan trọng là B thôi. Quan trọng là B thôi. Chết con sâu luôn. Lên 100 mạng là hơn 100 mạng không anh em? Chắc là hơn rồi. Chắc là hơn 100. Cái viên B nó mừng quá. Hai viên B mừng quá. Rồi. Top 1 anh em ơi. Này thêm VIP 6 nhìn 2 nè, rồi VIP 6 nó ngon nè. Cố lên cái VIP 6. Nhấn kênh hả? Được một đồng xu đi gì? Đi cái kia được đi cái chín trường máu à, và được một đồng xu. Đi cái hồn chín bàn gát được một đồng xu luôn. 3 viên B ngon đấy, 3 viên B, 4 viên chào và 2 viên tre. Chào bây giờ đắt như quỷ. Chào bây giờ 2k một, hơn 2k một viên. Dạ ok, ra liền. Dạ, nắm sai kìa. Băng. Ui dồi, đi lò đeo sói. Đi lò đeo sói nó sai. Để lấy xếp này. Bạn đứng lại chơi mình bạn.